Đồng hồ vang vọng hôm nay xin gửi đến các bác chiếc đồng hồ MF. Một chiếc đồng hồ có vỏ thùng rất là lạ, hình chữ nhật dài. Mặt là mặt bát giác đứng, cân xứng ạ, số in. Phía dưới thì là kính vào, được ghép lại từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 mảnh và có các cái đường rào như thế này. Đây cũng là một hình mặt hình bát giác đứng, nhưng mà đứng theo hơi dạng hình chữ nhật. Nó tạo ra một cái khoảng chỗ này, nhìn thấy quả lắc bên trong. Gỗ này là gỗ thịt, vân nhìn cũng rất là đẹp, soi kỹ vân này. Đây. Và được chạy một cái đường inox hình chữ nhật xung quanh cả cái đồng hồ như thế này đây. Nhìn kỹ á, nhìn tổng quan rất là đẹp, khá giống với đồng hồ Audemars 36. Đây là phần trên lóc máy này, cũng được cắt vát như thế này. Bây giờ em xin tiến hành mở bên trong và xem bên trong ạ. Và test tiếng chuông để cho các bác thưởng thức. Mở ra thì ta có thể nghe thấy tiếng máy chạy rất là khỏe, tích tắc tích tắc. Thương hiệu MF. Gông đây. Gông này giống với gông chữ M và có dập chữ MF và có biểu tượng bông lúa mạch đi kèm. 10 côn và 10 búa. Điều đặc biệt trên chiếc đồng hồ này là chơi bản nhạc hiếm Tinier. Bài thánh ca Tinier, bài nhạc rất là hiếm. Và để đánh được bài nhạc này thì là các cái nghệ nhân sản xuất ra chiếc đồng hồ này thiết kế rất là khó, cực kỳ khó để có thể chơi được bài hát này. Một bản nhạc thôi nhưng mà phải cần đến 10 gông thì mới có thể đánh được bản nhạc này. Và đây là một điều giá trị nhất ở trên chiếc đồng hồ này. Côn là côn trùng dài. Test chung lần nữa nhé. Nhìn kỹ hơn thì ta có thể thấy chiếc đồng hồ này sử dụng côn thép to, loại côn rất là to, khá khác so với các chiếc đồng hồ thông thường khác ạ. Đây là 10 chiếc búa. Em sẽ xoay vào phần máy để các bác nhìn. Máy này là máy ba vách hở, còn rất là mới, vàng óng. Nhìn ạ, đây. Vách đồng, vách hở, còn rất là mới. Đây là ổ cót này. Hoạt động trên nguyên lý 3 ổ cót và hoạt động khoảng 1 tuần sau mỗi lần lên cót. Đây. Đấy, còn mọi thứ còn rất là mới và trong tình trạng cực kỳ hoàn hảo ạ. Em xin phép đóng chiếc vỏ thùng này lại. Nhìn kỹ lại thì có thể màu cực kỳ đẹp luôn. Màu rất là sang. Hai bên hông này còn nguyên độ bóng này.
này, còn nguyên độ bóng này, mặt nhìn kỹ có thể thậm chí còn xoay gương được, quá đẹp luôn. Cảm ơn các bác đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.